Vải dưa. Năm 1992, có một phụ nữ ở thôn bị đau bao tử nhiều năm không lành. Mẹ chồng cô đến hỏi Quả Lâm. Quả Lâm đáp: y phục các bé và nội y nhà các vị được may bằng đủ loại vải hết, có phải không? Bà đáp: dạ phải, là con dâu tôi may, nó là thợ khéo tay, may giỏi nhất nhà chúng tôi. Quả Lâm lại hỏi: có phải đồ này được may từ số vải dư không hoàn trả khách mà ra? Bà đáp: thuở đời nay có thợ may nào mà không ăn vải thừa chứ. Quả Lâm bảo: tiền may cũng đã tính và thu phí rồi, thấy vải dư nhiều thì phải hoàn trả, trừ phi khách nói không cần chịu biếu cho. Nếu lấy của người tùy tiện như vậy thì gọi là trộm. Muốn bệnh lành cần phải sám hối và phải xuất ra số tiền tương đương để làm việc công ích. Bởi vì xài trộm vật dư của dân làng thì phải làm công ích cho dân làng, như vậy bệnh mới lành được. Lợi dụng tín nhiệm người khác, xài trộm của người, bao gồm kẻ làm nghề xây dựng mà trộm vật liệu, thì phải tính từ con ốc, đinh vít cho đến sơn tường vân vân. Nếu cứ lấy đại đem về tu bổ nhà mình, làm công mà trộm đồ chủ, thì những của lấy trộm đó, cho dù là người không biết, thì sớm hay muộn gì quả cũng sẽ trổ trên thân mà thôi. Lúc đó tổn thất phải gánh nếu đem so với những món đồ mà mình nổi tâm tham chiếm lấy, tính ra còn nhiều hơn vạn bội. Bởi nhân ác đã trồng, dẫu không trả đời này thì cũng phải trả ở đời sau. Cũng có thể xảy ra các tai nạn bất ngờ như bị người trộm, bị dọa nạt trấn lột, hoặc bị lửa thiêu cháy trụi tài sản. Bất kể bạn hành thiện hay tạo ác chi, đều là xuân gieo một hạt, thu gặt trăm hạt. Nếu đã minh bạch lý này rồi thì phải lo tận lực sám hối cho tiêu tội, nên đem những đồ tài vật mình từng trộm cắp quy ra thành tiền, dùng vào việc ích lợi cho quốc gia nhân dân. Khi bồi hoàn phải tính thêm tiền lãi vào đấy. Nếu làm được vậy thì có thể xóa tội, tạo thành lợi chung. Trong lòng bạn chẳng cần nhớ mình đã làm việc tốt gì, mà chỉ cần nghĩ mình phải hoàn trả nợ đủ chưa, và biết sinh tâm sám hối, thì tương lai oán kết ắt sẽ tiêu tan. Ha ha ha,